Chú xin chào toàn thể cả nhà. Thì ngay từ lúc này chú đang có mặt tại nhà của anh Liễm đây cả nhà. Trong những cái thời gian vừa qua thì Vũ cho không có cập nhật nhà anh Liễm nữa, thì hôm nay Vũ trở lại đây. Ở phía sau lưng của Hoàng Vũ chính là nhà của anh Liễm, mà hôm nay là Vũ trở lại đây để xem và gửi đến quý ông bà cô chú Mạnh Thường Quân cũng như là quý khán giả trong những ngày qua đang ngóng đợi nhà của anh Liễm là như thế nào. Vũ xin mời quý vị nha. Hôm nay Vũ trở lại thì anh Liễm cũng có cán cái sân dư cát đá xi măng đó cả nhà. Đây là cái cầu nè, và cũng đó cũng làm cái chán cái sân cũng như là để cho nó sạch đó. Thì phía trước Vũ thấy còn bếp ga rồi bình ga rồi chén bát rồi còn y nguyên ở phía trước nè, nồi son rồi nè. Chắc có lẽ là ở sau bếp nhà cũng vẫn là chưa xong thôi vậy đó. Hôm nay là mấy ngày rồi, ở phía trước nè, bắt đầu là hôm nay là có mặt tiền cũng đã sáng lên rồi, cửa nẻo cũng đã kín đáo rồi ha cả nhà, đẹp rồi. Chén bát thì vẫn còn để bên ngoài luôn. Thì thấp thoáng nào đó thì vừa thấy cũng có nhà vệ sinh thì cũng đã hoàn thành ở bên ngoài rồi, còn bên trong như thế nào thì để chút xíu nữa Vũ quay cho cả nhà xem nha. Đó thì Vũ ra một cái góc độ ở xa cho cả nhà thấy căn nhà của anh Liễm luôn nha. Đây nè cả nhà. Đó. Trên hôm nay là thấy sáng lên luôn rồi đó. Vũ sẽ thẳng vào bên trong nha. Đây là cái nhà. Đó. Cái nhà thấy là phong. Đúng là phong là đẹp, rất là đẹp nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Đó. TV thì gắn ở đây. Điện thì ngày hôm nay chưa đi nha cả nhà. Thì nói chung thợ cũng làm cái chỗ khác đó, hơi lu bu quá. Cho nên là điện cũng chưa xong, nhưng mà Vũ sẽ nhờ những thợ ở đây thì chắc chắn rằng sẽ đi đường điện lại cho ra, cho chắc chắn là đàng hoàng luôn. Tại xung quanh nhà là toan không à, đình La Phong rất là đẹp mát. Đặt La Phong xong rồi bước vô đây thấy mát hơn Vũ. Ừ, mát em. Đầu thiết là nóng mà rốt cuộc là vô đây cũng mát. Đó, điện đài và mua sẵn hết trơn đấy cả nhà. Rồi xong mở cửa này cho nó mát ra. Cái ban ngày người ta mở ra gió giặt không? Ngoài chắc có làm đầu gà chứ gì. Bởi vậy đó, mở ban ngày mở gió nó luồn vô đó. Thì hôm bữa Vũ có kêu là nếu mà có thiếu nước sơn thì cứ mua cái sơn thêm lên đó, làm mà chơi màu hồng mới chiều nha. Chơi màu khác là không chịu đâu, dễ gì. Đây là cửa phòng của mấy cha con. Đó là cả nhà thấy không? Đó. Giường cũng đã đem vô nhưng mà có làm cửa luôn nha cả nhà. Đây. Đây làm cửa luôn nha, cửa phòng luôn. Rất đẹp và rất là kính luôn. Đây làm cửa luôn em. Có cửa luôn. Im quá vậy? Ừ. Ồ, cửa này cửa tự chế à. Khung sắt à? Khung sắt. À, cái này là cái miếng mica. Miếng mica giả đá. Đẹp ha, nhìn giống đá kìa ha. Đúng rồi. Cái này có bé Thúy á, mấy đứa nhỏ ngủ trong này liền á. Ở phía sau là nhìn thấy sáng lên luôn rồi nè. Quá đẹp rồi. Thì bữa đó lót luôn nhà bếp như cái nhà. Làm cái tủ tủ đứng luôn. Lên điểm này. Quá đẹp rồi, lên cái gạch ngay sáng nhà luôn ha. Gạch này anh Liễm chọn hay là sao anh Vũ? Anh bữa anh điện xuống. Vậy ha. Ừ, điện kêu lót cái nhà tắm đó, mua gạch lót ở ngoài luôn.
thì cho nó sạch cho mấy cha con ăn cơm ngồi đây ăn luôn cũng được đúng không, khỏi ra trước. Ở nhà tắm thì bên đó, ở đây mình vô qua nhà tắm cho bà con coi coi, không biết có khai trương chưa nữa không? Mấy cha con khai trương chưa nữa không? Nhà tắm cũng có là phong luôn nha quý vị, nhà tắm là phong luôn nha. Điểm làm gì anh em? Còn cụ mấy miếng gạch đựng dán rồi sửa lại cho tôi rồi, để hơi mấy ông làm chưa xong thì mình làm thôi. Tại sao nhà tắm không cắt lam hả? Nhà tắm sao không cắt lam để cho nó bốc hơi ra chứ? Cắt cái loại không gió hả? Đúng rồi, thì hai ba cục gạch chứ. Sao không, không kêu thợ cắt luôn liền? Cái này ông nói để ông cắt sao á. Nhưng mà dù sao nhà tắm cũng phải cắt cửa thông gió nha. À. Tại vì biết sao không? Cái khi mà mình đi đi cầu á hay là tiểu tiện gì đó, nó có một cái hơi, nó có một cái khí ga á. Đúng không? Rồi. À. Cho nên là nhà tắm nào cũng phải có cửa thông gió. Hay là ngay chỗ cái lơ phong này phía trên nó toan phía trên lập hở không? Còn hở. Còn hở thì cắt lơ phong cũng được. À. Cắt cho vài lỗ như anh đi cầu rồi này kia để cho cái hơi trong này nó bay ra chứ. Còn hai miếng gạch hả? Còn hai miếng gạch nè. Còn nhà là ngày mai là hoàn thành chưa? Ngày mai là hoàn thành chỉnh, hoàn chỉnh hết luôn á. Ồ, không tin đâu rồi. Hôm ngày mấy ngày Vũ ơi, điện nhà xong rồi. Cho nên nhìn ngay em nè, hứa chắc cứu đi ngày mai xong chưa? Ngày mai là chắc cứu là xong đó. Chắc cứu như bắp luôn phải không? Chắc như bắp đó. Ừ, như bắp ha. Để ngày mai quay hoàn chỉnh cái nhà lại cho bà con coi. Em thấy cái chỗ này nó hở nè, chỗ này anh xử lý sao? Chỗ đó thợ nãy người ta nói để mời ông Kiệt cũng đem cái máy hàng ra nè, ông bắn ốc vít đồ lại. Thế thôi, cái chỗ này trời mưa, mấy cha con nó quét nước nha. Cầu đó mở hàng chưa à, Lém? Chưa. Thôi, hài tình. Chắc tôi tin. Không, ông mới làm xong hồi sáng á. Chưa bán hàng phải không? Ừ. Rồi đó giờ ông đi làm hồ biết bao nhiêu nơi rồi mà nhà tắm mà ông không cắt không gió. Đó, đó giờ mình đi làm hồ, mình đi làm trong công trình lớn không mà mình đâu có lãnh nhà này đâu. Ừ. Ok. Ừ. Ừ. Khỏe anh? Khỏe. Khỏe hả? Xuống nãy giờ. Ừ. Đẹp quá ta. Rồi còn miếng này rồi sao cắt? Tao mới vô trên về rồi, tao lấy máy vô đó, tao lấy máy vô, tao cắt nó chứ. Anh Kiệt, em thấy cái nhà tắm mình sao không cắt cái thông gió anh Kiệt? Kín quá, mình đi cầu nó hơi nó ra không được, cái nhất thứ hai nữa. Thì nó bị ngạt, hơi được. Nó kín quá anh hiểu không? Cái này mình nhờ, cái nữa anh cắt cho. Cắt cái thông gió, nhưng em nói anh hiểu đúng không? Đi thì mình đi, mình đi cầu đồ này kia rồi. Hơi hám nó bích chịch ở trong á. Ừ, cắt lỗ đi. Ừ, mà ở trên toan ở trên mình lợp nó còn hở không? Không. Không hở, nếu mà hở anh khoét lơ phong cũng được. Không hở. Cắt là cắt dưới này. Bởi cắt vậy? Là cắt cặp cờ ly này vậy vô. Đúng rồi, cắt gạch đứng á. Cắt là cắt chỗ này, cắt cắt luôn. Đúng. Đúng rồi. Đó, anh cắt cho nó là... đúng rồi, nó phải có cái thông gió mới được. Ừ. Tại vì cái nhà cầu mình khi mà mình đi vệ sinh mình đóng cửa nó có hơi á. Anh mới vô tính em lấy cái máy vô cắt cái đó chứ. Đẹp quá. Đẹp. Còn trống lỗ đó rồi anh Kiệt. Ừ, dạ. Lấy cái máy vô mà phải. Lấy máy tôm cho nãy đó. Ừ. Ngày hôm qua anh mắc đóng cái nước ở nhà. Ngày sáng giờ bắt sửa sửa đường ống cái con chiều vô là anh tính ngày mai mới đéo mới lại chứ. Ta tranh thủ về rồi chuẩn bị hai ba ngày đó, vợ nó đẻ rồi ông nội ơi. Tranh thủ về đi canh vợ đẻ nữa. Đi hoài cũng đẻ nữa chứ. Con đẻ. Ai kìa cũng nói vợ đẻ rồi kìa làm mà tôi nôn. Thôi ông đừng có nôn giùm tôi, cái ông nôn rồi khổ nữa. Nó không ai cho nhà cửa gì đó đâu á đâu. Đúng rồi không mà. Mát ha. Mát rồi luôn.
Anh Kiệt, ngày mai đó là xong hết thì hoàn thành hết chứ anh? Rồi hết rồi, hoàn thành hết rồi, còn những ngày mai. Còn, à, còn vậy vậy cắt cái kia. Anh đi điện giùm em ơi. Này luồn ống vô đi chút xíu, tiếng hồ xong gì. Mai sáng là tại vì em muốn cập nhật bàn giao nhà luôn rồi trả tiền vật liệu rồi luôn là phải cái nhà phải hoàn chỉnh 100%. Ok, rồi sáng anh vô tranh thủ anh vô. Tiếng hồ. Dây điện. Ừ, dây điện nghe nó gục gà không mua rồi mà. Anh mua cái bóng đèn nho nhỏ nhỏ xíu vậy nè, anh liệm anh gắn trực tiếp vô nhà tắm luôn nghe. Đầy đủ loại bóng hết luôn nè. Ờ, gắn vô nhà tắm một bóng nữa. Như vậy tiếp một bóng cái mặt dựng cửa phòng cửa buồng mình hình như bữa thợ làm xéo không ta. Ừ. Làm xéo cho nên là đây mình đi lơ phong nó không đều đúng không, cái nền nó cái nền nó suốt này á. Mua bóng đèn vậy là đang chuẩn bị gắn nè đó, trời bóng đèn luôn rồi. Nó bóng nhỏ thì gắn ở trong cầu tắm. Ừ. Giờ ở trong cầu tắm lấy cái một cái chui kia, cái chui mà chui có đít và để đi luôn nè. Chui có đít rồi. Đúng rồi, chui bắt lơ phong á. Anh mua những cái chui mà chui bắt lơ phong đó đã biết à. Chui bắt lơ phong đổi lại. Chui ngồi. Rồi vậy chút xíu tôi đi đổi ba cái chui này. Chui bắt lơ phong thì thôi đổi mẹ mấy chui bắt lơ phong luôn đi. Thì nè. Mấy chui đó là mấy chui câu dây trên xuống không đó. Anh đổi là ba chui giống như anh Kiệt mới nói đi, anh bắt lơ phong bắt xuống luôn. Đổi hết lại luôn đi. Nhưng mà mấy bóng đèn trước anh đừng có bắt cái chua ngồi nha, cũng là chua lơ phong nhưng mà chua đứng xuống thời gian vậy đó. Rồi chút xíu chạy đi đẩu vậy. Sớm giờ làm ở đây làm hai ngày nay anh làm có mình một không? Làm với ba hôm kia chứ, làm với anh Khải, ba người. Ba người, bốn người, còn bởi năm người. Hôm nay nhìn nhà đẹp chứ. Lên cái màu la phong với màu cảnh ánh sáng nha. Nó khớp chứ nhỉ. Cái la phong này là anh Lễm chọn hay là anh Kệ chọn? Màu này nè. Anh chọn chứ không thể cái màu cái bị bấm cái nhà quà chị khi bà đóng cái màu thế được. Tôi lấy mấy cái giường này cho nó. Lễm nên biết chọn gì đâu. Nó chọn gái, kiếm gái rồi cho nó chọn. Màu này thiền thể chọn nè, dạ thiền thể chọn nè. Màu này ha. Ừ. Màu này sáng. Sữa, trắng sữa. Ừ, trắng sữa. Cái gạch trên này nè, chịu khó chị cái xà bông đồ nó lắng lịnh lên đó, mới chát lên được đó. Ừ, nó sập hết rồi. Đi mạnh sập hết rồi. Ăn trước sập trước rồi. Nhà mình lâu mà, lâu năm hết trơn. Trước nó... Đây, còn... cái sau này rồi cái mà có tiền cái mày đi mua mới gạch mày sửa cái này lại này. Nào làm được có tiền, còn không có tiền đừng có nên đào, đừng có ra làm già đừng có gán. Nhưng nào thấy cho gạo con ăn nó đầy đủ gì đó cái mình hả mua. Các bà nhà ta mở hai cơ sở cho gió nó luồn vô trời ơi đóng thì kín mít thằng ơi. Sợ sợ. Sợ ta gần nhà hay vậy á. Ta mở cho sáng đó, gió ngoài nó luồn vô. Tối ta đóng lại. Có nhất đủ để chế lại cái này chút xíu. Cưới con vợ nữa được rồi. Có vợ nữa hay vậy? Nghe hơi hơi cũng muốn có vợ nữa hay vậy? Gan Hằng nữa mới rước bà Hằng về cái ok không? Để chịu tiền cho tôi nuôi con tôi biết. Rồi, sơn viền lam á thì sơn màu hồng, mặt lam á thì không chịu sơn cho nó sáng rồi còn chừa mấy cái đen đen kìa. Kìa. Tạc ăn mà. Hồng hồng cánh sen mới chịu vậy. À anh Kiệt, bữa đó mình đóng đồ phong là mình có gắn thêm một cây kèo nữa đúng không? Có ha. Có. Vậy là có. Mình ra tới bốn kèo. À. Bốn kèo, bốn người này cho người nằm trên ngay đó, ngay đó đúng không? Ừ. Nó nằm đây nè. Ngon là ngay chỗ nào đó anh Kiệt? Nằm ở khoảng đó đó ha. Cứng quá. Còn mới quá nó cứng quá. Má hồi đưa hồi rớt chết bè rớt đưa.
có đó, anh hé hơi hơi lên thấy đó, hé hơi hơi lên thấy không? Thấy mà. Quay cho bà chị ở ngoài coi coi. Đúng rồi. Chơi luôn rồi. Đó. Nè. Đó. Đó đó. Đó đó. Nè, cái cây này cây bên thêm nè. Nếu bà chị yêu cầu á, nè, cố gắng lại. Rồi, nữa cho nó. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thêm một cây nữa nghe quý vị. Nó phong thủy. Rồi, có cái ghế bắt. Không, ngon lành. Không, để đại đi, mai còn đi điện nữa mà. Để đi, để đi, để cái lỗ đó đi, mai đi điện nữa mà. Nói chứ em úp quay lên người ta giúp người ta, cái người giúp người ta, cái phong thủy của người ta, người lớn người ta đi trước người ta biết. Đúng rồi, người lớn là hiểu cái vấn đề. Nhu cầu người ta với mình, đã người ta giúp mình đừng qua mặt người ta. Đúng rồi. Không, mình không à, kèo là đi mà theo những người lớn tuổi nha. Rồi kèo bao nhiêu cây, rồi nếu mà nhà mình thả bao nhiêu đồng tay ra đó, phải vậy đâu. Đúng rồi. Ờ, ta tin lắm á. Nó vô cái trục, cẩn thận như cái trục lão hoặc là xanh vậy đó. Đúng rồi. Cái bệnh tử thì ta không có để. Nó sẽ có cái cung nó đó. Dạ. Quá thì rồi nhiều khi mạnh quân hôn nên gắn thêm một cây kèo nữa. Cho nên là phong bích quá thì mình không có thấy đâu. Chẳng là mình mở ra vậy để cho bà con mình thấy là mình đã sử dụng thêm một cây kèo nữa là 4 cây kèo. Bởi vì người ta có thể người ta lớn người ta biết cái, đúng cái rồi, cách làm ăn á, nhà cái giá kèo người ta mới. Hồi lúc trước ông Liễu ông cất cái nhà là 3 cây kèo vợ bỏ đi đúng không? Cây này 4 cây kèo là cái nghĩa là con vợ nó không về nữa mà cây này có, và có thêm 2 con vợ nữa đó. 2 con vợ. Ông mà thấy sơn tường rồi lên thấy nó sáng quá ha anh Kiệm ha. Ừ, lịch sự. Cái nhà này đàng hoàng người ta vô nó nói nhà khá chứ đâu có nói nhà nghèo đâu. Nhà khá chứ. Đoạn này xong thấy hết nghèo, hết hộ nghèo luôn. Thì nãy em vô em thấy cái lỗ mặt dựng cửa buồng mình từ đó qua đây nó không đều. Là em nghĩ cái này không phải là đất mình đất vườn mà em nghĩ nó không phải lúng đâu. Mà em nghĩ lúc mà họ làm họ cân thủy cái nó, họ cắt cái mặt trên đó đó. Họ cắt không đều quá. Thì lúc mà anh đo là không đo nói với chị không? Không phải vậy nè. Là sao ta? Hồi trước là mình dừng tên trước, mình không có dự định là bán lẩu lâu phong. Thì làm hai cái cây thun vuông của chất nhà sầu sông này nè. À. Cái người ta thôi đi lại chút đỉnh ta mượn vô ta làm luôn, không được tốn một cây nữa. À, đó, có nghĩa là gắn theo cái khung chất này luôn đúng không? Cái sắt ngang cái khung chất đó đúng không? Đúng rồi. Rồi sau này để cho rồi đó. Bây giờ dầm thấy đúng không? Rồi sau này mà dán lại xây cục gạch trên đó rồi lại là hết thấy, không biết được. Đó, xây lên. Vì đó muốn mượn hai cây xong nè. Cái vuông đó để làm luôn. Bỗng nó có nói. Không, kỳ này xuống tính kêu mấy anh làm cửa phòng nữa chứ mà làm luôn rồi. Thôi khỏi kêu. Biểu phẩm Thảo với Trâm nó xuống á, nó cũng gợi ý thôi, nó có hỏi sao không cửa phòng cái bạn thể thấy vậy nó làm luôn, chứ nó làm luôn. Mà làm cửa thì làm cửa cũng đơn giản. Không, cửa nãy cửa đơn giản, đẹp quá vậy bộ. Đơn giản mà nó chứ làm chi mà cửa nhôm mấy cái này làm cửa nhôm không được đâu, nó quậy á. Cửa nhôm nó dễ ghê lắm, chỉ có mấy cái cửa sắt nó chịu nổi nó thôi. Cửa nhôm nó quậy cái móp. Sập hết. Liễu cái gà ngủ đó im không? Mình ra để đâu? Đây nè. Tôi còn mình ra để ngoài chứ không được để trong được. Trong hơi nó có xì gò gỉ cái bịch bùng ở trong á. Không gian này ngon quá ha, xì gò nhẹ quá ha. Giờ là bếp quay qua đó phải không? Dạ. Yeah. Bên đây để nồi cơm điện. Còn ở dưới học mấy cái tủ dưới học cái để gì, để vàng hả Liêm? Trời ơi, mình thì mình thấy dĩa son nồi vô đó. Dĩa son nồi hả? Rồi. Sao không làm cửa sắt bằng sắt ta khóa mã số luôn, cái gì vàng hay là kho báo gì cái ta nhét. Nghèo thấy bà luôn có vàng có vòng. Ta nhét vô chổng luôn, đúng không? Ông chừng có ngăn bí mật ở trong đó. Đúng rồi, kiểm tra coi anh Kiệt có ngăn bí mật đó anh Kiệt. Cái này để gỗ rồi. Ngon rồi. Mình từ đó giờ có thờ gì không anh Kiệt? Ủa anh Liêm? Không, còn đó là ở trên có thờ bà
mẹ Quang Anh. Cái thời đó con đi về dưới này rồi con nhỏ gái nó sinh tỉnh về phòng trọ nó. Có người rất là nhiều người góp ý nó gắn cái tivi, gắn cái tivi vậy rồi sao thờ phượng. Nhưng mà theo em nghĩ lúc mà em tới đây thì nhà anh Liễm cũng đâu có thờ gì đâu. Không, hồi đó giờ đâu có thờ phượng gì vậy đâu. Không, không có thờ phượng gì thì cái tivi gắn đó là ok. Dạ dạ. Rồi vậy là chốt hay sáng anh Kiệt vô làm cho em ha anh Kiệt ha. Làm đi tôi cưng nhiều không nội ơi. Em mốt xuống đây có làm nhà gì tôi hú. Có gì chứ theo em dự đoán được đây tới cuối năm là nhóm của tụi em cất cái dưới này cả trăm cái là anh khó lo đi. Còn còn nữa. Có gì đó, tụi em có gì như còn lo dùng đó. Cái này mình mừng lắm á. Hồi nãy mình thấy nó có nói. Bà kia cũng khổ quá. Thôi để đi. Ừ, cái đó để ngồi bên đi, từ từ đi.